siêu nhanh siêu gọn với món sandwich trứng chảo. Sandwich trứng chảo là một món ăn siêu nhanh, dễ làm, thuận tiện để các bạn mang theo trong các buổi dã ngoại hoặc đơn giản là một bữa sáng dinh dưỡng và nhanh chóng cho những ai bận rộn. Đầu tiên, bạn cho trứng vào chén, khuấy đều, sandwich cắt đôi, bắt chảo lên bếp cùng với bơ hoặc dầu ăn. Tiếp tục cho trứng sandwich vào, lật lát sandwich để đều trứng. Rán đến khi trứng vàng và lật lại chiên đến khi vàng đều là được. Đặc biệt không thể thiếu sốt Thousand Island. Cho một ít sốt lên trứng, giúp món ăn càng thơm ngon và bắt miệng. Thêm một ít salad tươi ngon, cà chua, chả lụa, kẹp lại và thưởng thức thôi nào. Một món ăn nhanh gọn, thơm ngon và dinh dưỡng, nhưng chỉ mất vài phút chế biến. Hãy cùng theo dõi Trudin Farm TV để tìm hiểu thêm nhiều món ăn hấp dẫn hơn nữa các bạn nha!